place I used to run. Remember the house where I was born. A baby. Bánh đa bánh đúc, con nào lúc nhúc thì múc nó luôn. But you can't turn the bitch up without baby. Now I got him like I like him nasty, bougie, brash, yeah, nasty. Không biết là có cặp đôi nào giống như bọn mình không, chứ bọn mình cưới nhau cũng gần 2 năm rồi mà cứ như là mới yêu á. Là ông đi công tác 2 tuần mà thời gian trôi qua cứ như là 2 tháng vậy đó. Hôm nay thì ông về nước nên là mình ra sân bay để đón. Mất cấp sương sương rồi đó. Ông đang chụp hình với lại quay phim với đội tuyển nên là chưa chạy lại ôm được. Trông ông cũng dễ thương quá ha. Đúng là chả có ai bình thường khi yêu cả. Mà mình tâm sự một xíu ha. Lúc sự cố của mình xảy ra thì bọn mình bắt đầu công khai và cưới nhau luôn. Người đưa ra quyết định đó là anh, trong khi anh có thể trốn tránh mọi trách nhiệm. Cũng là anh làm trò khùng trò điên, hứng gạch đá của cộng đồng mạng để bảo vệ mình. Cũng là vì có anh bên cạnh che chở mình nên mình mới bước tiếp được đến bây giờ. Cuộc sống hôn nhân của hai đứa mình lúc đầu cũng khó khăn lắm. Mãi nửa năm sau khi cưới thì hai đứa mình mới khấm khá lên được một tí và đã ổn định cho tới bây giờ. Bản thân mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và cả hai đứa đều không hối hận khi mà đã cưới nhau. Cũng có nhiều người nói là mình yêu vì tiền, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mà lúc đấy anh làm gì có tiền trời. Dù gì cũng cảm ơn anh đã xuất hiện và bên cạnh em cho tới bây giờ. Lỡ mà trong cuộc sống của các bạn có gặp phải khó khăn dù lớn hay nhỏ thì hãy cố gắng vượt qua nó nha. Nhớ là đừng bao giờ bỏ cuộc và đặc biệt
là đừng bỏ đi cuộc sống của chính bản thân mình. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xem hết video này của mình. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Đang là khi ở đây đang có sự xuất hiện của anh đó baby. Mỗi ngày anh mất mốt, cứ làm người ra đường là anh lấy cái mắt liền baby. Mới chỉ hay có chút bên cạnh mà cả hố đông từ xa để kêu anh như tiếng sóng. Nên em đừng có cố gắng với tình cảm này nha. Happy happy birthday, chúc em thật nhiều điều tốt may, chẳng lo buồn đừng mang đắng cay. Chúc em được bình yên cứ an vui. Happy happy birthday, chúc em nhiều hạnh phúc và yêu thương và niềm vui tươi quanh mỗi ngày. Happy happy birthday. Quanh vũ công như ca đi lắc. Và em nói em có những bí mật, nhưng muốn bật mí phải mất bí nhất. Thú vui của em ăn cơm bằng mũi, yêu đại gia không yêu bằng. Biết cái nơi gì mà nói gì? Nơi đây hơi nóng giật tê. Em muốn ra cửa sổ bên áo em nhau. Thạ thạ như tên vỗ tay hẳn sống chẳng nghe gì đâu. Người gì không? Người gì? Người yêu anh. Hello mọi người, chắc là mọi người xem ở đầu video cũng biết là hôm nay bọn mình đi đâu rồi đúng không? Em có gì là nước tóc được tặng một cái bôi, em có muốn sử dụng không ạ? Không á? Không. À không. Hả? Không. Mày đi. Mày đi. Đúng rồi đó, bọn mình đi nhuộm tóc đôi. Còn đây là địa điểm mà bọn mình chọn để quyết định gửi gắm nhan sắc này cho salon. Kỳ ha, tự nhiên đang nhuộm tóc cái kêu thèm hầu, thế là phải đặt cho ông ăn nè. Tại vì tôi chưa bao giờ để tóc dài như thế này á, nên là hôm nay mới quyết định sang salon để nhuộm tóc và nối thử xem là cái nhan sắc này có thẩm được hay không. Nhưng mà trông cũng ok quá ha, trông kiểu mặt tròn với lại hiền hơn luôn á. Mọi người đang thắc mắc là tóc của anh Thắng như nào đúng không? Bây giờ thì coi nha. Bởi vì em, mắt em, chỉ toàn là màu xanh của tình yêu làm trải nghiệm từng đại dương bên thềm. Mình đã xếp gì vào vali cho chồng đi công tác? Quần áo. Mình ha 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 ha. Ủa làm gì vậy? Em vào đây để con. To này sao mặc được? Mặc đi. Mặc đi đi con. Đến giờ ăn cơm xê hó. Tôi thấy không ai đôi dép rồi đi ạ. Đi con. Quen chưa giải ngoại đây.